Xin chào các bạn, hôm nay mình lại về quê lấy hàng để lên thành phố giao khách. Lúc trước mình có làm mấy cái clip mà phân biệt cách phân biệt cua thịt, cua gạch, cua cái so và làm sao phân biệt được cua chắc, cua ốp á. Thì hôm nay thì mình sẽ làm cách phân biệt các bạn nhận biết là làm sao được xem được con tôm nuôi và con tôm thiên nhiên ha các bạn ha. Thì hôm nay mình có hai con tôm thẻ, đây các bạn nhìn hai con tôm thẻ này. Các bạn nào chợ đi đi chợ nhiều hoặc là đi mua sắm nhiều đồ ăn cho gia đình thì chắc cũng biết hàng này là con tôm thẻ ha. Thì cái cách mà phân biệt tôm thẻ nuôi với tôm thẻ thiên nhiên các bạn nhìn như thế này thì các bạn có thể phân biệt được rất là đơn giản. Đây nếu mà mình không nói ra thì các bạn có thể nhận biết được hay không ha. Đây là hai con tôm thẻ. Đây để mình nói cho các bạn biết. Đây là con tôm thẻ nuôi nè. Còn đây là con tôm thẻ thiên nhiên nè. Đó. Không? Các bạn nhìn cái màu sắc của nó. Cái con tôm thẻ thiên nhiên á thì cái màu nó đỏ đậm. Còn cái con thẻ nuôi của mình á thì các bạn nhìn cái màu nó nhạt hơn và nó có màu hơi xanh. Đây. Đó. Các bạn nhìn con tôm thiên nhiên nè, đó. Cái chân nè và cái đuôi nó có màu đỏ. Cái đuôi đỏ. Còn con này thì màu xanh. Thấy không? Mà nhìn cái đuôi nó là cái chân và cái đuôi nó có màu đỏ. Màu đỏ và khi mà nó chết thì các bạn có thể nhìn thấy được là hai cái màu sắc của hai con này rất là khác nhau. Và cái mà dễ phân biệt nhất là các bạn nhìn cái đuôi nè, cái đuôi với cái chân của nó có màu đỏ ha. Cái đuôi cái chân nó có màu đỏ, đó là tôm thẻ thiên nhiên. Thẻ thiên nhiên, còn đây là tôm thẻ nuôi của mình nè. Dễ phân biệt lắm. Rồi. Đây là cái cách mà mình giúp các bạn phân biệt ha. Còn những cái bạn nào mà có thể phân biệt được cái cách nào mà để phân biệt được á thì các bạn có thể comment bên dưới ha. Chứ các bạn đừng có nói ở thằng quỷ này phân biệt gì ngu, hay là các bạn thể hiện cái trình độ level của các bạn cao ha. Các bạn có thể góp ý một cách chân thành, nhưng mà đừng nên là thể hiện là mình là một người hiểu biết nhiều hơn người khác ha. Chưa chắc đâu các bạn ha. Nếu các bạn có những cách phân biệt khác thì các bạn để cái comment bên dưới ha. Đây. Rồi, chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ ha. Đây. Các bạn có thể từ đây các bạn có thể đi chợ, các bạn có thể phân biệt được đâu là tôm thẻ thường và tôm thẻ thiên nhiên. Rồi, tạm biệt các bạn. Các bạn thấy hay thì bấm nút subscribe để ủng hộ mình ha.